muốn được mẹ chồng yêu thương trước hết a quan khiến bà phục mình cái đã. Đó là bí quyết giúp sống phổ biến với mẹ chồng khó chịu mà vẫn dãy thở của cô con dâu tinh khôn đang nổi như cồn trên mạng xóm hội qua bài chia sẻ mà cô vừa đăng trên nhóm kín. Cô con dâu ấy kể, khổ cái ngay từ lúc yêu em đã bị mẹ chồng phản đối rồi. Cũng chỉ vì bà đi xem bảo tuổi em với tuổi chồng không hợp. Mà đúng mực thì bà thích lão nhà em cưới cô con gái bà bạn cùng hội người cao tuổi với bà cơ. Chẳng là cô gái đó làm ngân hàng, gia đình khá giả hơn hẳn nhà em nên bà thích hơn. Lão nhà em khôn lắm, giấu thiệt chuyện đó không kể cho em nghe đâu. Lúc em về làm dâu rồi, nghe một cô em trong họ nhà chồng kể lại em mới biết. Nhưng đúng là từ ngày trước tiên về làm dâu em đã bị mẹ chồng tóm bẻ, làm khó đến khổ. Bài chia sẻ của cô con dâu đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ai quan dạng tự kiêu, chém gió gì nhưng em tự tin khẳng định tài nấu nướng ăn của mình cũng không tới nổi tệ. Thời sinh viên, mỗi lần lớp có tổ chức ăn nhậu gì, em đều được bằng hữu tin yêu giao cho chức bếp trưởng. Thế mà giờ nấu nướng cơm cho mẹ chồng, 10 bữa tới 9 bữa bà chơi mặn nhạt các kiểu. Ban đầu em cũng nghĩ lẽ nào tay nghề mình xuống hạng, nhưng rõ chỉ mỗi mẹ chồng em chê còn những người khác ăn vẫn tấm tắc khen ngon. Ngẫm lại mới thấy các cụ nhà ta nói không sai, một khi đã không ưa thì đúng là chưa có giỏi là thế mọi người à. Đấy là còn chưa thể, động tí bà lại bóng gió soi bì em với con dâu nhà người ta, thi thoảng trước mặt em bà lại thở dài bảo, cũng mất tiền cưới dâu, người ta thì nở mày nở mặt, đằng này. Nói thật lúc nghe bà nói thế em thấy tuổi thân hụt hẫng kinh sợ khủng. Nhưng vì bà chỉ bóng gió du dơ nên em cũng đành chịu không dám thông báo nói lại lời nào. Với lại nghĩ thôi cảnh làm dâu cố nhịn đi cho yên ớn. Miễn phi tần chồng sống hạnh phúc, rồi có ngày bà sẽ hiểu ra. Nghe nàng dâu này tâm sự, hội chị em nhiều người suýt xoa khen cô ấy không khéo biết nhún nhường. Nhưng tới tình huống tiếp theo nàng dâu này kể, tập thể mạng còn nga quan ô lên khen cô thông minh nữa. Đến hôm ấy, nhà chồng em có dỗ. 4 giờ sáng sủa mẹ chồng em đã gõ cửa đưa cho em 500.000 bảo, năm nay dỗ cụ, mẹ cũng không mở rộng. Chỉ mời bằng hữu trong nhà. Con tóm tiền này đi chợ mua thức ăn làm 3 mâm cỗ cho tươm tất vào. Đừng có làm mất mặt nhà này nhé. Ôi, nhìn tờ polymer màu xanh nước hồ mới cứng của bà mà em không khỏi toán. Thời buổi đắt đỏ, thịt lợn sau dịch tả châu Phi giá đã trăm mấy một cân, gà ngon cũng nga quan 300 một con, thế mà bà kêu em sắm tương tất 3 mâm cổ đầy với 500.000 bà đưa. Tần ngần một lúc, em vui mừng dạ dân rồi quay lại phòng thay đồ, rụt rịch đi chợ. Thấy em đi rồi, bà yên tâm về phòng nằm tiếp. Mua sắm toàn vẹn, em về lây quay dưới bếp tới 11 giờ trưa thì xong. Lúc bà đi xuống, ba mâm cỗ toàn vẹn các món đã bày xong. Nhìn thế, người bị toán hiện nay là bà. Em biết là định làm khó em mới làm thế, ai ngờ hậu quả của em lại xuất sắc tới không ngờ. Bà đến bên hắn giọng gọi em, có 500.000 mà con làm được ba mâm cỗ lớn này à. Ảnh minh họ. Lúc ấy em mới ngẩng lên mỉm cười tươi bảo, dạ, thực ra con cũng có bỏ thêm một ít tiền của phi tần chồng con vào nữa gọi là góp một chút lòng thành cùng mẹ làm cơm thắp hương các cụ mẹ à. Hơn nữa mẹ nhắc con nga quan mua sắm tươm tất không được làm nhà mình mất mặt nên con cũng không dám lơ là. Mẹ xem ba mâm cổ con làm như thế đã được chưa? Thiếu gì thì mẹ cứ bảo để con làm tiếp mẹ nhé. Nghe em nói thế, bà nhìn liếc qua mấy mâm cô rồi gật đầu, ừ, toàn vẹn rồi con. Con mang lên phòng thờ một mâm để mẹ thắp hương trước. Lúc sau, cả nhà ngồi ăn ai cũng gật gù khen cổ ngon, thuyết trình đẹp, mẹ chồng em có vẻ hài lòng lắm. Thi thoảng bà lại liếc lịch sự con dâu mỉm mỉm cười. Thế là em biết mình đã ghi được điểm trong mắt mẹ chồng. Quả nhiên từ hôm đó bà đối với em thay đổi hẳn không xét nét tóm bẻ con dâu như trước nữa. Theo dõi đến đoạn kết của nàng dâu này, ai cũng chúc mừng cô đã vượt qua cửa quan thách thức của mẹ chồng. Đúng là trong cuộc sống, nàng dâu cứ khôn khéo và sống cho thật tâm thì mẹ chồng có khó chịu mấy cũng sẽ mở lòng đón nhận bạn mà thôi. Nhớ là điều trước tiên là A Quang sống thật lòng các nàng dâu nhé.